hả? Quay mông lên nào. Làm cái gì đây hả? Em à, anh với My đang đùa nhau thôi mà. Đùa? Đùa cái kiểu gì mà vỗ mông nhau thế hả? Sao mày căng thẳng thế? Tao và anh Đạt thì trêu nhau mà. Trêu nhau? Thì em cũng biết là anh với My chơi với nhau từ bé mà. Thế nên là bọn anh hay đùa như thế. Này, anh em trong nhà ấy cũng chưa chắc đã đùa nhau như thế đâu. Huống hồ gì là bạn bè. Hai người lớn rồi, phải biết suy nghĩ chứ. Hơn nữa em và anh cũng sắp cưới rồi đấy. Thì em cũng biết là My nó thân với anh từ bé rồi đúng không? Thế nên là coi như là sau này nó cũng là thành viên trong gia đình mà. Với lại là em với My là bạn thân đại học, có gì mà em ghen ghê vậy? Em đang rất ghen đấy nhá. Mấy cái chuyện tế nhị như thế này, làm sao mà không ghen được? Gớm, vỗ mồm của mấy cạn cũng ghen. Mày nói gì đấy? Mày thái độ cái gì đấy hả? Ôi, My nó con nít. Con nít cái gì? Nó bằng tuổi em đấy. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, ở ké nhà người khác thì phải biết điều chứ. Thôi, anh xin đấy. Nếu mà em không thích nhá, anh hứa là bây giờ anh với My không bao giờ đùa thế nữa. Được chưa? Bây giờ em vào em thay quần áo đi. Xong rồi anh với em đi ăn. Anh mới là người thay quần áo đấy. Đi vào đi. Thôi đi, đi vào cùng anh đi. Alo em à, mẹ sao rồi? Mẹ đỡ rồi anh ạ, giờ đang nghỉ ngơi. Thế thì bao giờ em về? Em cũng chưa rõ nữa, cũng có thể là ngày mai. Thế thôi, em ở bên đấy chăm sóc mẹ đi. Sau rồi mai anh qua đón em nhá. Thế anh nhá, bye bye. Ok, yêu em. Ê, hôm nay tao ngủ với mày nhá. Không được, mày bị làm sao ấy? Tự nhiên đòi sang đây ngủ. Phòng tao điều hòa hỏng rồi, nóng lắm. Thế lại tao sợ ma lắm, không ngủ mình đâu. Không được, Ly mà biết được là không xong cả tao với mày đâu. Hôm trước bị một lần mày chưa chừa. Với lại là Ly ghen lắm, lỡ mà không may Ly nổi cơn ghen lên thì tao chịu, không dỗ. Này, chưa lấy vợ mà mày đã sợ vợ như thế á. Mà tao với mày có cái gì đâu. Tao chỉ ngủ chung thôi tại tao sợ ma mà. Nếu mà tao với mày có gì thì đã yêu nhau lâu rồi. Cũng đúng nhỉ, thế cũng chả làm gì. Thôi được rồi, tao cho mày ngủ đấy. Sáng mai phải về sớm nhá, chuẩn sớm rồi đấy. Mà ngủ đi. Ôi sợ ma quá. Mày làm cái gì đấy hả? Tỉnh chưa? Ai cho mày ngủ lên giường của tao hả? Này, có mỗi cái chuyện đấy mà mày có cần nhất thiết phải hất nước của người ta như thế không ạ? Anh Đạt cho tao ngủ chứ ai? Đạt cho mày ngủ? Sao em về sớm thế? Anh tưởng là đến trưa em mới về cơ mà. Trưa tôi mới về thì làm sao tôi thấy được cái cảnh hay ho như thế này? Thì mọi chuyện nó không phải như em nghĩ đâu. Anh với My chỉ là bạn thôi. Hôm qua My phòng bị hỏng điều hòa, thế nên mới xin anh sang đây ngủ nhờ một hôm. Mà có cái gì đâu mà em cứ làm anh với My ngoại tình không bằng ấy. Có bạn bè nào ngủ với nhau cả đêm ôm nhau như này không? Hai người có bình thường không hả? Quần áo bọn anh vẫn đang đàng hoàng này, có sọc sạch hay là có như nào đâu. Em mới là người đang làm quá lên đấy. Anh sai rồi, anh đừng có cố cãi nữa. Này, mày nói thế cái gì tao là tiểu tam hả? Tao và anh Đạt ấy, ở với nhau từ quê lên Hà Nội, đều sống chung, đều ở chung như thế. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Bỏ ra, không phải đuổi. Tao không thích làm bạn mày. Còn anh nữa. Phiêu à? Ừ, đi đây. Ừ, tớ sắp đến rồi, nhưng mà phòng bao nhiêu đấy? À, bà đi 2 à? Ừ, được rồi, bây giờ đi đây. Eo ơi, lâu lắm mới gặp ý, thì chắc là mình phải nói chuyện đến cả đêm ý nhở? Ừ, được rồi, đợi tí nhá, bây giờ mình đi luôn. Hai người làm cái gì đây? Anh là ai? Làm cái gì là làm cái gì? Sao anh mất bình tĩnh thế? Giờ này có bình tĩnh cái gì nữa? Hai người ngoại tình với nhau đúng không? Cái gì cơ? Như thế nào là ngoại tình? Tôi với Phiêu chỉ là bạn thân từ nhỏ, lâu ngày không gặp nên hẹn nhau đến đây tâm sự một chút. Anh làm cái gì mà cứ phải to tiếng lên thế? Hai người dẫn nhau ở khách sạn bảo nó tâm sự. Cô bị ngu à? Thế còn anh thì sao? Anh với con My đêm hôm ngủ chung giường với nhau, xong rồi còn vỗ mông nhau nữa. Cái đây là cái gì? Anh khác, còn cái chuyện này nó khác. Thực ra Ly nhờ tôi dụ anh đến đây là để kiểm tra xem
anh là người có biết suy nghĩ anh không? Nhưng mà tôi thấy anh là người biết ghen đấy chứ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, anh thân mật với cả bạn khác giới để cho Ly phải ghen. Và anh coi đó như là chuyện bình thường, không có gì đáng xảy ra. Đã thế, anh còn khăng khăng giữ nó ở lại trong nhà. Anh coi tôi là cái gì hả? Chia tay đi, không có cưới xin gì hết nữa. Ly ơi, anh xin em đấy, em tha cho lần này nhá. Anh hứa là bây giờ anh về nhà anh sẽ đuổi nó đi. Anh biết lỗi rồi, anh xin em đấy. Lời nói của anh ấy chẳng có cái giá trị gì hết cả. Anh sẽ mãi mãi không thể thay đổi được đâu. Ly, Ly. Bye bye.